làm đẹp quá hả? Làm cái bình hoa mà cách điệu đẹp quá. Đẹp à ta? Sao này làm đẹp quá. Covid mà sao kìa, bông hoa nó làm đẹp không? Đẹp hoa tulip kìa, tulip kìa. Ủa gì để em không tới chừng nào nó mới tháo ra nè. Cứ để luôn, nó để chắc chắc nó để đến hết tháng luôn. Sẵn làm bức vẽ cực khổ. Quá để đẹp luôn. Thấy là để đến 30 tháng 4 luôn. Làm đẹp quá hả? Đúng làm không? Đẹp mà. 10 tháng 3 nữa nè, tháng tới rồi. Hôm 4 14 tháng 4 này. 14 tháng 4 nghỉ này, 30 tháng 4 nghỉ này, du lịch này, 2-3 ngày lễ rồi, mùng 1 tháng 5 nghỉ này. 14 tháng 4 là nghỉ chắc chắn rồi, nghỉ 22 tháng 8 22 tháng 8 14 tháng 4 nghỉ luôn không? 14 tháng 4 nghỉ chứ cả nước nghỉ. Cả nước nghỉ. Cả nước nghỉ. Ồ, đẹp kìa nè, đẹp quá nè. Ồ, chỗ kia đẹp rồi, quá đẹp. Lung linh luôn. Lung linh quá hả? Thật là lâu đến bây giờ mới được ra đây. Lâu lắm luôn rồi. Xưa em đi làm Maza là cái mùa Tết ở Nam đi làm đường Đồng Khởi nè. Tại nói, trời ơi, hôm nào cũng đi được có đẹp gì đâu. Ừ, đường Đồng Khởi đẹp quá nè. Đường Đồng Khởi thường xưa. Đâu, đâu, đâu. Chắc đẹp không? Chắc là đẹp không? Nè, chỗ này na hay cho đường Đồng Khởi nó làm đẹp lắm á. Na đi. Đường Nam một câu cho. Nó, nó. Bồ câu đó. Đây. Nó đó. Nó đó. Trời tình người quá trời ha. Ui giời. Đường Đồng Khởi đẹp không? Dạ, thì bác quá cảm ở nhà vài hôm, bình thường cảm mà cũng ở nhà vài hôm mà. Trời đó, thấy chưa? Thấy cái đường Đồng Khởi chưa? Đó, là đi du lịch thế, tại đó sao đẹp không? Mình cũng có thành tích đi du lịch các bạn nhỉ. Đó, thưởng thức đi. Thưởng thức, thưởng thức, thưởng thức. Bây giờ mình mới đi Tết đó nha. Thật đó chứ. Mình đi Singapore có mỗi cái con sư tử nó thổi thổi cái nước nó hoài gì đó. Mà đi đổ hoài à. Ừ. Chỗ đó chứ nhất mình. Không có chụp hình cái gì đó. Mình chá thấy đẹp thật chứ. Ừ. Chá thấy đẹp thật đó. Đây chúng ta đẹp thật nè. Còn đều nhất là đi mà lại chứ. Đi đi vào cái ô bà đi Singapore. Cái chủ nhà 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 thơ đào dạo mà chả còn cái gì trống cả. Ồ, người ta vào thơ người ta cứ ngồi mỗi người một góc mà không có cái gì trống. Nhưng ba năm hồi thời xưa mình gan heo. Mình đâu có tiền gì đâu mà mình dám bỏ gần cả trăm triệu mình đi Nhật đi thiệt. Giờ rủ trang dung giờ đó giờ đâu dám đi. Ờ không dám đi. Ờ nó tiền vậy mà giờ rủ nó đi Nhật không dám đi. Thôi nhiều tiền gì đâu có tốn tiền mà đâu có tốn tiền mà đâu. Ba còn lên lớp ba xin nghỉ học cho con. Chơi đến giờ mới liều mới đi được Nhật nha. Khi nào mới được Nhật? Bây giờ có cái clip mà Na lái tàu mới hay. Coi con bực chưa? Lái. Thôi ba cứ để nó đi đã ha. Na sướng nha, Na mới có mấy tuổi Na được đi ta. Ừ, trời ơi. Còn 2 tuổi có lý Thái Lan đó. Nè. Đi 2 tuổi là đi nhiều sang trọng mà. Ở Uniqlo. Nhất là đi ăn mực nhảy vùng ngàn chứ. Bên có quần áo Uniqlo mà. Ừ. Uniqlo sang trọng không? Có Uniqlo ở đây nè. Đây này ba ở cái nhà hạt lớn mà ta định đi coi vậy mà triệu mấy thì ta không mua thì ta ăn kem ta về nè đây nè. Hai ông bà. Hai ông bà đúng đây nè. Đi coi nhà kính công sơn. Một triệu rưỡi một vé. Mà không đủ. Mà ông nữa có 1,5 triệu. Cũng mất là đâu có một vé đâu mà nó hai vé. Không xin tăng đi. Ờ. Ông tưởng là 500-600 là cao rồi. Cái gì tuyết vậy nhỉ? Anh tuyết rồi. Thế là ra ăn quê kem được về. Ăn quê kem. Hai thằng ăn hai quê kem được về. Có cái chỗ này là hồi xưa Phú Quang ở đây nè. Đây cái nhà này. Đấy là quán của Phú Quang. Quán của Phú Quang. Quán Phú Quang là Phú Quang chơi piano. Anh ba vào đây nghe trực tiếp Phú Quang hát. Hồi đó Phú Quang còn khỏe.
Hồi xưa nhà ông gì trưởng phòng tổ chức của phố cổ ở đâu đây nè? Không lên nữa. Em về anh vô rồi đó. Đây là phố quá rồi, chiều nay mới đúng này, đâu đây. Ông nội mai giờ. Thì tôi. Ông nội mai giờ thì giờ tin. Phố quá mới nè. Ngày của Công Nguyên. Công nhận ông Nguyên nhìn đúng đúng là nhạc sĩ. Cái nhà đẹp không nè? Mình trực tiếp mà đổ màu. Tiền như biệt thự của Cục Sơn là 400 tỷ. Đẹp quá. Ok, nhà này gì cao nhỉ? Mà mình mới thấy bơ. Ông bạn hai cái nhà, ba cái nhà. Ba ở đây có cái nhà này cao lắm mà nè. Ba. Ô nhà này một người ngủ đêm 100 triệu. Ba. Đây này, nhà này nè. Có cái gì đó. Của thằng gì đó. Bùi gì đó. Chị Minh về nhìn đường Đồng Khởi này sang trọng này. Đi tùm lum gì? Quá sang trọng. Đây, dạ rồi, đây hết rồi. Ừ. Quá sang trọng. Wow. Làm đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Lung linh lấp lánh. Quá đẹp. Ở đây nè, vô ăn rực rỡ. Lẩu. Có lần ta ăn cơm Việt Nam đâu đây đó bà nhỉ? Đây đường Đồng Khởi này đúng không? Giờ nó làm cái công viên này giờ dân nó đi đông lắm. Ờ, Bạch Đằng này cải tạo rồi thế này đông lắm. Ừ. Cải tạo đường Bạch Đằng này đúng không? Rồi đi. Đi được chưa? Đi đến quận 2 được chưa? Giờ bắt đầu rồi. Qua cái hầm nào mới sang quận 2 thôi. Chưa, đây mới Majestic mà bà. Thì đúng rồi, thì quay qua cái hầm này chứ. Majestic, đây mình Majestic, của Majestic bây giờ đẹp quá bà nha. Ừ. Thì như là có làm lại đó, đẹp quá. Ngân hàng à. Ừ. Ừ. SCB kìa. Em vô rồi. SCB kìa, SCB đẹp quá. SCB bây giờ làm đẹp quá hả? Ừ. Đó, đừng đẹp bộ đây, đừng đi bộ này. Đi bộ kìa, đi bộ kìa. Đi bộ na kìa, đi bộ kìa. Trời, ở trong nhà hoài. Đi một vòng luôn, muốn đi phải không? À. Đi Trời anh. Bến Thành nè. Con có chụp bưu điện thành phố. Để bà Phương Thảo gì? Bà đi sẽ làm Disney ở Củ Chi. Ờ, làm Disney ở Củ Chi con ạ. Bà Phạm Phương Thảo á. Nguyên chủ tịch trước đây là chủ tịch. Dưới mới đi trên. Trời ơi, con đi lên. Đi sang quận 4 à? Để đi vòng mới đi, đi khắp nơi chứ, đi tham quan mà. Thế bên Nam đi, đường hầu có biết đường quay gì không? Trời ơi. Chạy tới cầu Phú Mỹ giống như được chứ. Ông này cái này là ông đi này là đang cản Sài Gòn Port. Ờ, sang bên này làm đấy chứ. Tại quận nhất thôi chứ ba, qua quận 4 chứ ba. Ừ. Tí xíu mà nó mới vòng được ngày không ta? Vòng được. Ờ, đường này đường một chiều. Tí con phải rẽ sang bên này. Xa lắm, quay ngược cái này này. Bây giờ bến Nhà Rồng đó hả? Ờ. Đây nè. Bến Nhà Rồng đấy, Hồ Chủ tịch ra đi tìm đường cửa. Bến Nhà Rồng đấy nghe nè. Lào đi giữa. Con đi hồi lớp 1 con đi bến Nhà Rồng. Vòng lại đúng không? Nè, muốn đi bến Nhà Rồng. Ra quận 2 nó mới đẹp. Bên trái, qua đường bên trái. Qua đường ở bên trái. Sao mà vòng lại được, cái này làm sao vòng lại. Có mấy cái chỗ nữa. Mẹ ơi. Nó đi bến Nhà Rồng chưa? Nó chưa đi. Nè. Khá xa để vòng lại hả? Đi khá xa nha mà con, để vòng lại đường bên kia. Từ 22 giờ, hôm nay là mấy giờ rồi? Hôm nay 22 giờ chưa? Ôi chứ thằng Minh có đông khoai ở đây. Đây này, có chỗ này vòng này. Đang. Vòng đây, vòng này, vòng đây, vòng đây, vòng đây, vòng đây, vòng đây nè. 20 giờ 27 phút. Quẹo. Ui, cái này là tháp gì vậy ta? Cái này là gì vậy mày? Cái này nó to dữ rồi. Ủa, nó còn quẹt ra đâu? Không có chơi nữa. Phải, nó không có cho. Cái này là gì vậy? Cho. Cho nè, vô đây rồi mới quẹt. Cái bồn gì vậy ba Nam? Hết đẹp rồi đúng không? Cái này là gì? Cờ Tổ quốc. Chị, tắt đi, đừng. Đâu? Cái này là cái gì?